Nghị lực phi thường của nữ diễn viên khởi kiện cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân. Trải nghiệm mặt tà ác và đen tối của xã hội Trung Quốc. Đặc biệt, sau bất hạnh xảy ra với chính người mẹ của mình, Trịnh Tuyết Phi đã vượt lên áp lực cực lớn khởi kiện cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân. Trịnh Tuyết Phi tốt nghiệp trường Đại học Điện ảnh danh tiếng bậc nhất Trung Quốc, Học viện Sân khấu Điện ảnh Thượng Hải. Tuy nhiên, Ước mơ theo đuổi nghệ thuật thuần khiết và cao thượng của cô hoàn toàn sụp đổ trước hiện thực xa đọa của xã hội Trung Quốc. Nơi mà người ta tìm cách leo lên bằng những scandal thị phi chân dài với đại gia, không muốn bán rẻ nhân phẩm của mình. Trịnh Tuyết Phi quyết định từ bỏ nghề diễn xuất sau nhiều năm khổ luyện. Trong thời điểm bế tắc và bất định của cuộc đời, Trịnh Tuyết Phi nhớ về cuốn sách mà mẹ cô đã tặng Chuyện Pháp Luân. Khi đọc cuốn sách Trịnh Tuyết Phi, bỗng minh bạch ý nghĩa của cuộc đời, trái tim cô cảm thấy ấm áp. Năm 2014, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và trở nên ngày càng an hòa hơn, tích cực hơn, luôn lấy chân thiện nhẫn để ước thúc bản thân, trong khi đối đãi với mọi người cũng như công việc. Thế nhưng, biến cố nhanh chóng ập đến, mẹ cô bị cảnh sát bắt giữ chỉ vì bà phát tài liệu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại do Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động. Bà bị kết án 2,5 năm tù. Bạn bè và người thân vì lo sợ đã giữ im lặng. Chỉ có một mình cô tìm đến đồn cảnh sát nói rõ sự thật với họ, yêu cầu phóng thích người mẹ vô tội của mình. Nhưng bị cảnh sát nhắm mắt làm ngơ. Trịnh Tuyết Phi xúc động nói, Cảnh sát với cương vị là người thi hành pháp luật nhưng họ không thể làm theo pháp luật quốc gia không thể làm theo lương tâm của con người thật quá đáng thương tôi lúc đó cảm thấy tôi sống trong đất nước như thế trong xã hội như thế tôi cảm thấy thật đáng thương và tuyệt vọng trịnh tuyết phi đã có một quyết định dũng cảm tham gia làn sóng khởi kiện cựu lãnh tụ độc tài của đảng cộng sản trung quốc giang trạch dân hy vọng chấm dứt cuộc bức hại những người lương thiện. Cùng năm đó, cô nhận được lời mời tham gia đoàn làm phim Tân Thế Kỷ. Đến năm 2017, cô ra nước ngoài, được tự do tu luyện và diễn xuất. Cô và những đồng nghiệp của mình đang ngày đêm nỗ lực sáng tạo để tạo ra những sản phẩm ý nghĩa nhằm mục đích truyền rộng vẻ đẹp của chân thiện nhẫn. Mới đây, Trịnh Tuất Phi đã nhận được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim quốc tế Falcon tại London, cho vai diễn trong bộ phim Đường Về, tác phẩm nhận được 34 giải thưởng điện ảnh quốc tế. Đường Về, tác phẩm chiều theo câu chuyện có thật về một minh tinh khi sự nghiệp đang hưng thịnh thì đột nhiên mắc phải căn bệnh nan y. Giữa ranh giới sinh tử, trong tuyệt vọng đã gặp được cơ duyên tu luyện đại pháp, từ đó sức khỏe một lần nữa hồi phục trở lại, tìm ra được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Trịnh Tuyết Phi nói, hiện nay toàn thế giới đều đang tạm dừng hầu hết các hoạt động, mọi người chỉ có thể ở trong nhà mỗi ngày trên tv có rất nhiều tin tức báo cáo về tình hình dịch bệnh mỗi thời khắc đều tràn đầy cảm giác nguy hiểm và khủng bố khi đó nội tâm người ta đều khao khát được nghe thấy những tin tức tốt đẹp mong đợi một ngày ánh mặt trời chiếu sáng mong được cảm thụ những điều tốt đẹp thì đường về lại như một dòng nước mát trên hòn đảo giữa hoang mạc sự tốt đẹp và thuần tịnh của nó lặng lẽ không một tiếng động chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn bạn đem đến cho bạn sự ấm áp và một sức mạnh phi thường. Khi xem bộ phim, cô Samira Mohamed Ali, đồng sáng lập kiêm chủ tịch liên hoan phim quốc tế Wales tại Anh, đã nhiều lần cảm động rơi lệ. Tôi quả thật thấy rất vui khi xem được bộ phim này, bởi vì câu chuyện của nó cảm động người khác, tôi đã vô cùng xúc động. Diễn viên đã diễn vô cùng xuất sắc, vì vậy họ hoàn toàn xứng đáng đoạt giải. Chương trình tin chuyên đề của DKN TV xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, DKN TV hướng đến những giá trị đạo đức chân chính và truyền thống. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý vị những tin tức cập nhật cũng như những thông tin hữu ích. Xin kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Cảm ơn quý khán thính giả.